Kính thưa cộng đoàn kính mến, thật là xúc động khi tang hiếu đau đớn tột cùng của thể xác mất đi những người thân yêu nhất trong gia đình, thì Thiên Chúa lại ban tặng cho nơi gia đình tang hiếu, đặc biệt là cụ Đa Minh, có quý chức, quý ban hội đồng mục vụ Tân Cựu cùng toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ, quý khách xa gần, quý thân bằng, quý quyến, quý thông liên gia, quý bạn hữu thân tình thân thiết giờ này đang quy tụ nơi đạp tang trước nhân Thánh Chúa bên cạnh tang hiếu trước thi hài của cụ Đa Minh. Và giờ đây ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho ban hội đồng mục vụ giáo xứ cũng như cộng đoàn, cán bộ cơ sở thôn, người nghèo cao tuổi có đôi lời phân ưu cùng tang quyến trước giờ cầu nguyện. Xin được kính mời. Kính thưa cụ Đa Minh, kính thưa đại gia đình tang quyến, kính thưa các quý khách xa gần, cùng toàn thể các vị thông gia liên gia của đại gia đình tang quyến hôm nay kính mến. Hôm nay giáo xứ chúng tôi được nhận tin cụ Đa Minh Chúa gọi về cùng Chúa, được Chúa ấp ủ cụ trên trần thế 81 năm. Trong tinh thần, khi cụ còn sống, cụ đã giúp đỡ nơi giáo xứ, giáo họ cũng như đóng góp phần mình nơi công trình của nhà Chúa. Có một tinh thần rất tốt đẹp. Vậy giờ đây, Ban Hội đồng Mục vụ Tân Cựu, các vị đại diện cho chính quyền thôn cũng như các vị đại diện cho những người cao tuổi, đứng trước linh cứu cụ, nguyện xin Chúa Giêsu xin đón nhận cụ được hưởng tôn nhan Chúa. Vậy trước khi vào giờ cầu nguyện, xin giới thiệu các vị đại diện cho đoàn thắp nén hương trầm trước bàn thờ Chúa và linh cứu cụ. Xin kính mời. Xin các vị có những lẵng hoa, vòng hoa đại diện cho đoàn. Xin kính viếng cụ. Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria. Xin mọi người hợp ý cùng đoàn trong chúng con để cầu nguyện cho cụ sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Giờ kinh được bắt đầu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lăng vô cùng. Chúng con Đức Chúa Thánh Thần xuống để lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lưỡi bên đưa giờ trong lòng chúng con đưa giờ cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Thang vai xuống. Chúng con cầu Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng Chúa Giêsu các thánh tông đồ, vì vậy ông con xin đưa giờ cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an nuôi Chúa Giêsu ông con làm những việc lại vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha ông trên dòng con trên cha sáng cha đến đi cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con đang thờ ngày và tha đời chúng con như ông con cũng tha kẻ con nợ ông con cho đời chúng con. Nơi chúa cam dỗ như kêu con nó khỏi sự rữ. Tôi tin kinh đời Chúa trời là Cha phép ta vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kinh đời Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha. Cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nan thời quan phong Si-ô Phi-la-tô chịu đăng nanh trên cây thánh giá chết và tăng xác xuống ngục tổ tâm ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời ngờ bên hiếu đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lấy xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Thâm công tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống vậy. Amen. Chúa trong sách Đức Huấn Ca: kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra cho đến lúc trở về lòng đất mẹ mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo là con cháu Adam nợ phong trần đương nhiên phải trả, điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi. Âu lo là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết. Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng đều giận dữ, ghen tuông, đều băn khoăn, lo lắng rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ lúc nghỉ ngơi trên giường. Giấc ngủ ban đêm lại khơi lên những ý nghĩ khác. Vừa mới nghỉ, có nghỉ cũng như không, mà trong giấc mộng, y như giữa ban ngày, người ta hốt hoảng trước cảnh mình nhìn thấy, chẳng khác chi kẻ trốn khỏi chiến trường. Đến lúc thoát thân, người ta thức dậy và ngạc nhiên vì đã sợ hãi không đâu. Đó là lời Chúa. Ơn xuống
suối trong lành, hồn tôi sẽ được người dưỡng nuôi. Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư thời gian lâu dài, thời gian lâu dài. Chúa sẽ dẫn tôi đi theo đường chính trực, người dẫn đưa tôi đi qua thung lũng răng đầy hiểm nguy. Trong tay người nắm côn trường thì tôi đây còn hơi trái chi. Tấn phong cho tôi bôi trên trán tôi đầu dương thơm, trong ly rượu nếu tiêu hồn người tuôn đổ đầy tràn rượu ngon. Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư thời gian lâu dài, thời gian lâu dài. Chúa luôn mến thương bao che và âm u, người đã ban cho tôi muôn ơn phúc trong cuộc đời tôi. Tôi xin đường mãi trú ẩn ở nhà Chúa thời gian dài lâu. Trong nhà gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy vọng. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, linh hồn Đa Minh là người chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. Xin Chúa thương đưa linh hồn Đa Minh mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc linh hồn Đa Minh đã làm đem lại nhiều kết quả tốt đẹp và còn được nhiều người khác tiếp tục cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Đa Minh đã trót phạm vì yếu đuối, vì sự mong giòn của loài người, để linh hồn Đa Minh được xứng đáng chung hưởng hạnh phúc cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn Đa Minh đã được mọi người thương mến sẽ còn được nhớ và cầu nguyện cho hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa. Chúa luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp những phiền muộn. Xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách này để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. Con muốn Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con và đã sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới, để sau khi chết chúng con được sống mãi với người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lên Đức Chúa Giêsu chưa bây giờ mà xuống thế gian bay ba năm cùng chịu sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rằng con cha rất nhân lành vô cùng. Xin tha hàn phạt cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi lửa liền tội thì xin mở cửa tù ra ấy cho ra mà đem lên chốn hương mọi sự vui thất là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Con lạy Chúa, con ở dưới bậc sơ kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chết tới nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm gian đến Chúa rời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn đa minh được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn đa minh cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Chúa đã phán dạy rằng mày hãy xin thì mày sẽ được. Về con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sơ sáng vô cùng hàng soi cho liền. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, để ghi nhận tấm lòng của quý cùng quý chức, quý cộng đoàn, quý khách xa gần, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho tăng quyến nên có đôi lời cảm tạ. Xin kính mời ông. Kính thưa
quý ban hội đồng mục vụ cùng toàn thể ban ngành Tân Cựu, kính thưa quý khách xa gần, kính thưa toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ. Linh hồn Đa Minh là người anh em của chúng đại gia tăng chúng con, đã được Chúa sinh ra 81 năm, cũng là 80 hồng phúc mà Chúa đã thương ban cho linh hồn Đa Minh. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, sinh ra mà mất đi do quyền năng của Thiên Chúa, chẳng khác chi cuốn sách dày 81 trang nay lại được gấp lại. Đã được Chúa gọi linh hồn Đa Minh là người anh em của chúng con được về với Chúa. Trong lúc tuổi cao sức yếu, đã được quý cụ, quý ông bà đã đến động viên thăm hỏi, không những về tinh thần còn lẫn cả về vật chất. Đến hôm nay, linh hồn Đa Minh của chúng con đã bất động được về mấy Chúa. Chỉ nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể mọi người hiệp ý dâng lên Chúa. Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cho linh hồn Đa Minh của chúng con sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Vậy giờ đây, con xin thay lời cho gia đình, xin được cảm ơn quý ban hội đồng mục vụ, quý ban ngành đoàn thể, cơ sở thôn cũng như đoàn hội cùng toàn thể quý cộng đoàn đã thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh của chúng con sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Vậy con xin thay lời cho gia đình xin hết lời cảm tạ và tri ân. Vâng, qua lời cảm ơn chân thành của vị đại diện cho tang quyến, xin cộng đoàn vui nhân và xin kính mời quý vị ở lại tang quyến để chia buồn cùng tang quyến và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn của Đa Minh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các thầy cô và ban giáo lý, ban giới trẻ cùng với hội đồng hương xa quê miền Nam cũng xin được vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện. Xin trân trọng kính mời quý đoàn. Yeah.
Và giờ đây quý vị đã tiến tới trước nhân Thánh Chúa bên cạnh thi hài của cụ Đa Minh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu quý vị đại diện cho đoàn lên thắp hương và đặt vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Và nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa đã xong, xin kính mời cùng đoàn hiện diện hợp ý cùng với đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Thưa anh cha bà con và thánh thần, amen. Bài trích thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị sống, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy mạng sống mà, ta lấy mạng sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lại ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành đã chăn dắt linh hồn Đa Minh khi còn tại thế, thì nay chúng ta cũng thiết tha cầu xin Ngài mở lượng hải hà, dẫn dắt linh hồn Đa Minh vào hưởng vui hưởng đồng cỏ xanh tươi trên quê trời. Lạy Chúa, Chúa là đấng hằng băng bó và chữa lành những tâm hồn sầu khổ. Xin thương xót linh hồn Đa Minh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa luôn vui mừng khi thấy một người tội lỗi biết ăn năn hối cải. Thì nay chúng con thông hối tội lỗi mà cầu xin cho linh hồn Đa Minh được sớm về bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ai chạy đến với Chúa thì Chúa không hề bỏ rơi bao giờ. Nay linh hồn Đa Minh đã ra khỏi đời này về với Chúa. Xin Chúa mở rộng vòng tay mà ấp ủ linh hồn Đa Minh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng chăn chiên lành, xưa con Chúa đã phán: Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Ai tin vào ta sẽ không phải chết bao giờ. Thì nay chúng con cầu xin Chúa nhớ lại lời hứa ấy mà thương đến linh hồn Đa Minh, và cho linh hồn Đa Minh được sum vầy với đàn chiên Chúa trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bờ trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khổ cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rồi chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng xin tha phần phạt cho linh hồn Đa Minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chôn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Amen.
con đường. Ơi mẹ rất nhân từ, mẹ quên sao được hôm xưa. Lời mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thiền, mẹ đứng âu sầu lắng nghe. Là mẹ chúng con hay xin lên quyền. Cho đến cha và con và thánh thần, amen. Ban tổ chức cùng gia đình xin chân thành cảm ơn quý cố, quý chức cũng như quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và chia buồn cùng tăng quyến. Chương trình ban tổ chức xin được giới thiệu và kính mời các ban ngành Tân Kiều cùng toàn thể cộng đoàn giáo khu 3 cùng với anh em bạn của ông Dương ở Phương Công cùng với ban trật tự của giáo xứ cũng xin được vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện, xin được kính mời. Và sau đoàn này xin kính mời hội cựu chiến binh của cộng đoàn giáo xứ vào với viếng cùng với cộng đoàn giáo khu 4. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông trưởng khu đại diện cho cộng đoàn giáo khu cùng với quý vị đại diện cho các ban, các đoàn lên thắp hương và đặt vòng hoa kính viếng, xin kính mời. Vâng, nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa đã xong, xin kính mời cộng đoàn hợp ý cùng với đoàn dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho linh hồn đa minh. Như là cha và con và thánh thần, amen. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Dựa vào lời Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại, vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì Chúa đã từ trời ngự xuống,
và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn đa minh của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro trên, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban cho linh hồn đa minh được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng bi tích rửa tội mà làm cho linh hồn đa minh được nên con thần của Chúa. Xin cho linh hồn đa minh được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn đa minh trong tiệc thánh mình và máu Chúa. Xin đón nhận linh hồn đa minh vào dự tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho chúng con đang thương nhớ linh hồn đa minh được vững mạnh trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến con cái Chúa đã qua đời mà tha phạt các hành vi của linh hồn đa minh. Khi còn sống, linh hồn đa minh đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết với linh hồn đa minh, với công đoàn tin hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cùng cho linh hồn đa minh được sum họp với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Đức Chúa Giêsu theo buổi rồi mà xuống thế gian bao nhiêu ba năm cầu chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rồi chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng thiên tha phần phạt cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn nhau nơi lừa liền tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đeo lên chốn hưởng một sự vui thật là nước thiên đàng vì công hiệu Chúa đã tiêu nan tiêu chết vì chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn đa minh được lên trên người ngươi hằng xem thấy hoạt để Chúa rời thắng lao vui vẻ vô cùng. Amen. Trần gian đâu có gì mà tôi mê quên cả ngày về. Trần gian chỉ là quán trọ mà tôi cứ ngỡ chính là quê hương. Trần gian như dòng sông, ai ngủ ai thương vẫn trôi không ngừng. Trong năm chỉ có một ngày, ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi. Lạy Chúa, xin cho con nhớ nhớ con là gì, xin
cho con nhớ đến thân phận mình, là người khấn trưa đời trần gian. Lạy Chúa, xin cho con nhớ sẽ có một ngày đơn đi chân trái nằm tên trong tay và ra đi về với Ngài. Nhớ lời Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ban tổ chức gia đình xin chân thành cảm ơn quý chức cũng như quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tăng uống nước và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Xin trong đoàn nhường cho hai đoàn khách. Ban tổ chức lễ tang cùng gia đình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu là hội đồng môn khóa 8687 quan hệ với Bình Dương, Dông Cường làm trưởng đoàn, cùng với hội đồng môn khóa 8990 quan hệ với Riến, Danh Kiên làm trưởng đoàn và thắp hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu quý vị đại diện cho đoàn lên thắp hương kính viếng. Xin kính mời. Xin kính mời quý vị đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng. Nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa đã hoàn tất và để tưởng nhớ tới người đã khuất, mời đoàn dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm được bắt đầu. Thưa ban tổ chức lễ tang cùng đại gia đình tang quyến, xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và chia buồn cùng tăng quyến. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các ban ngành Tân Kiều cùng toàn thể cộng đoàn giáo khu 4 cùng với hội cựu chiến binh của giáo xứ và thắp hương kính viếng và cầu nguyện. Xin được kính mời.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trưởng khu cùng với một vị đại diện cho ban nội cựu chiến binh lên thắp hương kính viếng. Xin kính mời. Nghi thức dâng hương đã xong, xin cộng đoàn hợp ý dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn tam minh. Nhân lên cha và con và thánh thần, amen. Bài trích sách khôn ngoan: người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì chưng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa rời đi nơi khác và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ, vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tối tăm, vì tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu biết, không quan tâm đến sự kiện đó, vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của Ngài và đoái nhìn đến những kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, đấng cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bấn lưng khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy chúng con, đứng trước cảnh chia ly tang tóc này, chúng con nài xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng đau thương và bối rối này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh linh hồn đam minh, và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, đã đến lúc linh hồn đám minh từ giá căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thưa trìu mến của linh hồn đam mê. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay những người bị mất man hay nói tiếng những chuyện không đâu. Xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa Giêsu cho bởi đời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi thì đây chúng con nhìn ra rất nhân lành vô cùng tha vẹn và cho linh hồn đa minh đã xin cầu nguyện hôm nay hòa còn giam nơi tuân luyện tối thì xin mở cửa thù ra cấy cho ra mà đem đến chất lượng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn đã minh được lên cho nghỉ ngơi hàng xem tới mặt đưa Chúa lời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Hãy subscribe.
Con và Thánh Thần. Amen. Ban tổ chức gia đình xin chân thành cảm ơn quý chức cũng như quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và chia buồn thăng quyến. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang cùng gia đình xin trân trọng kính mời các ban ngành Tân Kiều cùng toàn thể cộng đoàn giáo khu 1 và thắp hương kính viếng và cầu nguyện. Và sau đoàn này xin trân trọng kính mời hội đồng ngũ khóa 90-91 Dòng Tô làm trưởng đoàn chuẩn bị. Văn tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông trưởng khu đại diện cho cộng đoàn giáo khu 1 lên thắp hương kính viếng. Nghi thức dâng hương đã xong, xin kính mời cộng đoàn hiện diện hợp lời cầu nguyện cho linh hồn đa minh. Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta.
hầu như không ai chết vì người công chính. Hóa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra. Hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã đổ cho chúng ta của con người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đứng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta đang họp nhau. Chúng ta đang họp nhau nơi đây trong cảnh đau thương vì sự ra đi của người thân yêu của chúng ta là linh hồn Đa Minh. Chúng ta cùng tha thiết nài xin Chúa là Cha rất nhân từ, mở lượng hải hà dẫn đưa người thân yêu này mau được vào hưởng niềm vui bất tận nơi chốn thiên triều tạo ngộ. Lạy Chúa, Chúa đã cho linh hồn Đa Minh được ơn làm con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Nay linh hồn Đa Minh đã chết trong Chúa, thì xin cho linh hồn Đa Minh mai ngày cũng được sống lại với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa là đấng bổ dưỡng và chữa lành, thì xin Chúa cũng nâng đỡ uy an những người thân yêu của linh hồn Đa Minh đây. Xin Chúa ban ơn trợ lực để họ có thể vượt qua được cơn gian nan thử thách này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, thì xin cho linh hồn Đa Minh được sống lại đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Giờ đây, xin Chúa cùng đoái thương nhìn đến linh hồn Đa Minh khi còn tại thế. Linh hồn Đa Minh đã một lòng tin yêu kính thờ Chúa. Nay linh hồn Đa Minh đã được Chúa đưa ra khỏi đời này. Xin Chúa cùng cho linh hồn Đa Minh được vào nghi yên trong Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu Kitô bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những thử thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì là chúng con linh cha rất nhân lành vô cùng. Xin tha phần bà cho linh hồn Đa Minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn ra mê lừa điện tội, thì xin mở cửa tội lạc ấy cho ra mà đến đến nước nào mời trời vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lăng vui vẻ vô cùng. Amen. Rồng rơi về ngồi đời hôm nay như khó tang lay lạy Chúa. Thân con như đóa hoa sớm nở chiều ua đời làm thay thơ
an bay người ơi. Người ơi người, hãy nhớ rằng mình là bụi tro, rồi ngày mai trở về tro bụi. Người ơi người, hãy nhớ rằng mình là bụi tro, rồi ngày mai trở về bụi tro. Dương danh nghe tiếng lắm bài ra hảo huyền, làm được đau đớn đã cao sâu lòng đất. Công danh như đáng cay đến đời là đời ta, người nào con bạn thấy đây không người ơi. Người ơi người, hãy nhớ rằng mình là bụi tro, rồi ngày mai trở về tro bụi. Người ơi người, hãy nhớ rằng mình là bụi tro, rồi ngày mai trở về bụi tro. Nhân linh cha và con và thánh thần, amen. Ban tổ chức gia đình xin chân thành cảm ơn quý chức cũng như quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn đan minh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu là hội đồng ngũ khóa 90-91, quan hệ với anh Dương do ông Tô làm trưởng đoàn. Đoàn thắp hương kính viếng, xin kính mời. Giờ đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu quý vị đại diện cho đoàn lên thắp hương kính viếng, xin kính mời. Xin kính mời quý vị đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng. Nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa đã xong, xin kính mời cộng đoàn hiện diện hợp ý cùng với đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn đan minh. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình, vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết
là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chép, Chúa phán: ta lấy mạng sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lễ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà làm cho linh hồn đa minh được trở nên con thần của Chúa. Xin đón nhận linh hồn đa minh vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn đa minh. Xin cho linh hồn đa minh được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán: phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn đa minh nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn đa minh được hưởng phong thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đôi nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trong của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện: lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn đa minh. Ước gì ngày sau hên con cái Chúa là linh hồn đa minh được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mở xuống thế gian 33 năm cùng chịu sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì đời chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay, hỏa còn giam chôn lửa liền tội thì giết mở cửa thủ rạc ấy cho ra, mà đem chôn hương mọi đời vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa đã chịu non chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn đa minh được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy một Đức Chúa tôi sống đang vui vẻ vô cùng. Amen. Chiên lấy người thường dân tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi, bên lòng trôi mát người tăng sức cho tâm hồn. Vì quyết trọng danh người, người yêu tôi đi trên
cờ xanh người cho tôi đưa hương nghi ngơi. Bên dòng suối mát người tặng sức cho tâm hồn. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Ban tổ chức cùng gia đình xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý chức, cũng như quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Hội Mân Côi, Hội Con Đức Mẹ, Hội Teresa của giáo xứ cùng với một vị đại diện cho Hội Lòng Chúa Thương Xót Bà Rịa Vũng Tàu cũng xin được vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện. Xin kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu quý vị đại diện cho đoàn lên thắp hương kính viếng. Xin trân trọng giới thiệu vị đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng. Nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa đã xong, xin kính mời cộng đoàn hiện diện hợp ý cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô, nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người. Nhờ được sống lại như người đã sống lại, chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy vọng. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, linh hồn Đa Minh là người chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con,
Xin Chúa thương đưa linh hồn Đa Minh mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc linh hồn Đa Minh đã làm đem lại kết quả tốt đẹp và còn được nhiều người khác tiếp tục cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Đa Minh đã trót phạm vì yếu đuối, vì sự mong giòn của loài người, để linh hồn Đa Minh được xứng đáng chung hưởng hạnh phúc cùng chư thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn Đa Minh đã được mọi người thương mến sẽ còn được nhớ mà và cầu nguyện cho hôm nay và mai mai. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa. Chúa luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp những phiền muộn. Xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách này để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng con đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con và đã sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. Xin cho chúng con đủ sức bước theo Người mỗi ngày để mai sau được đoàn tụ trên thiên quốc, nơi Chúa sẽ lau khô mỗi giọt lệ nơi mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng. Xin Ta phần phạt cho linh hồn Đa Minh chúng con cầu nguyện hôm nay, họ còn giam nơi lửa luyện tội, thì trên bờ cửa tù rạc ấy cho ra mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Chúng con cấy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Amen.
Nhân ơn cha và con và thánh thần. Amen. Ban tổ chức gia đình xin chân thành cảm ơn quý chức cũng như quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn đa minh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được kính mời ban gia trưởng, ban trống phường của giáo xứ và thắp hương kính viếng và cầu nguyện. Và sau đoàn này xin kính mời hai ban kim nhạc chúng ta chuẩn bị. Ban thứ xin trân trọng kính mời quý vị đại diện cho đoàn lên thắp hương kính viếng, xin kính mời. Xin trân trọng kính mời quý vị đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng. Nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa đã xong, xin kính mời cộng đoàn hiện diện hợp lời cầu nguyện. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Bài trích sách khải huyền của thánh Gioan tông đồ. Tôi là Gioan đã thấy trời mới đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, tề chỉnh như tân ương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và đứng ngự trên ngai vàng đã phán: này đây ta đổi mới mọi sự. Ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là tận cùng. Ta sẽ cho kẻ khao khát được uống khỏi trả tiền từ mạch nước sự sống. Kẻ chiến thắng sẽ hưởng những sự ấy làm gia nghiệp. Ta sẽ là Thiên Chúa của kẻ ấy, và kẻ ấy sẽ là con ta.
đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những lời ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tinh thanh tẩy mà làm cho linh hồn đã minh được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn đã minh vào nương hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn đã minh. Xin Chúa cho linh hồn đã minh được giải thoát khỏi xưởng sinh sự trên, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán, kẻ nào tăng một chén nước là cho kẻ bé một nhẫn của ta đây, là như làm cho chúng ta. Xin Chúa trả công bồi hậu cho những vị ân nhân vì danh Chúa giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúng đức mà họ đã làm khi ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đôi nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa sum họp với linh hồn đã minh trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn đã minh. Ước gì ngày sau hên, con cái Chúa là linh hồn đã minh được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu cho bảy trời mà chuông thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Từ đây chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin Ta phần phạt cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con hãy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn đã minh được lên chốn người ngơi hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng long vui vẻ vô cùng. Amen. Mẹ ơi, đến đưa con về trời, cháu hoan với đời đời. Mẹ Chúa ta hiền vinh, con dành cao quý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha, bà con và thánh thần. Amen. Ban tổ chức gia đình xin chân thành cảm ơn quý chức cũng như quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và chia buồn cùng tăng quyến. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu hai ban kim nhạc của giáo xứ và tấm lòng kính viếng và cầu nguyện. Xin kính mời. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu quý vị trong đoàn lên thắp hương kính viếng, xin kính mời. Đức dâng hương đã xong, xin kính mời cùng đoàn hiện diện hợp ý cùng với đoàn dâng Thiên Chúa cầu nguyện cho linh hồn đoàn linh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bài trích sách khôn ngoan: người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì chưng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên. Nhưng người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa rời đi nơi khác, và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ, vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tối tăm, vì tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu biết, không quan tâm đến sự kiện đó, vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của Ngài, và đoái nhìn đến những kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, trong giờ phút bi thương nhất, Chúa Giêsu vẫn một lòng tín thác vào tình thương của Chúa Cha. Vậy trong cảnh đau thương này, chúng ta cũng hãy đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa mà thiết tha nguyện xin: Chúa đã sai Thiên Thần đến an ủi Đức Kitô.
Kitô khi người hấp hối, xin cho chúng con thêm vững lòng cậy tin trong giờ phút đau thương này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã phó linh hồn trong tay Cha, giờ đây chúng con cũng xin phó dâng người thân yêu của chúng con cho Chúa. Xin Chúa lấy tình thương mà ấp ủ linh hồn đa minh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô đã hứa ban nước trời cho những ai đã cùng chết và cùng mai táng với Người. Xin Chúa thương đến linh hồn đa minh là người khi còn sống đã hết lòng tin tưởng vào Chúa, mà cho linh hồn đa minh cùng được sống lại làm một với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, linh hồn đa minh đây đã được Chúa cho sinh ra làm con Chúa nhờ bí tích Thánh Tây, và được Chúa lấy thịt máu mà nuôi dưỡng. Giờ đây xin cho linh hồn đa minh được hưởng hạnh phúc trên nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì Thầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn đa minh chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn đa minh được lên chốn nghỉ ngơi hằng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bản chúc gia đình xin chân thành cảm ơn quý vị trong đoàn. Kính mời quý vị ở lại gia tang uống nước và tâm đại cầu nguyện cho linh hồn đa minh. Và giờ đây ban tổ chức lễ tang của đại gia đình Tam Quyến sẽ rất trân trọng giới thiệu và kính mời các ban ngành Tân Kiều cùng toàn thể cộng đoàn giáo khu sở tại
hội tràng hạt, hội hiếu, dòng văn côi, dòng ngõ và thắp hương kính viếng và cầu nguyện cùng với các anh em thanh niên khu xóm và anh Đà là trưởng đoàn cũng xin được vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện và xin kính mời. Và sau đoàn này xin kính mời anh em con cháu đại gia tang chúng ta chuẩn bị vào viếng giờ cuối cùng trong đêm hôm nay. Và giờ đây ban tổ chức xin được trân trọng đi ban chấp hành giáo khu đại diện cho cộng đoàn giáo khu lên thắp hương kính viếng, xin kính mời. Tiếp đến xin trân trọng giới thiệu quý vị đại diện cho các ban các đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng. Và giờ đây nghi thức thắp hương và đặt vòng hoa đã xong. Với tình cảm thân thiết, giáo khu sở tại là nơi gần gũi nhất đối với cụ Đa Minh, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông trưởng khu đại diện cho cộng đoàn các ban ngành trong giáo khu có đôi lời phân yêu cùng tăng quyến, xin kính mời. Lạy Chúa, xin Chúa mở rộng lượng hải hà mà bớt phần phạt cho linh hồn Đa Minh mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian. Kính thưa quý cụ, thưa đại gia tang, thưa mọi người hiện diện trong rạp tang. Cụ khi còn bình sinh trên dương thế, cụ là người rất năng động. Cụ thường xuyên khuyên bảo các con của cụ đã làm việc nhiều việc nặng nề trong giáo khu, giáo xứ đã thường xuyên kế tiếp hết cung đoạn nọ đến cung đoạn kia. Trong thời gian cụ lâm bệnh là một cuộc thử thách trên trần gian, cụ đã âm thầm chịu đựng, là một tấm gương tốt cho giáo khu và mọi người đáng bắt chước và noi theo. Hôm nay Chúa gọi cụ về đời sau cùng Thiên Chúa, trước hết và sau hết cộng đoàn giáo khu sở tại đến trước linh cữu cụ thành tâm chia buồn cùng gia đình tang quyến và dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha. Con tin tưởng rằng Chúa sẽ bớt phần phạt cho cụ về đời sau cùng hưởng ơn nhân Chúa. Vậy xin mọi người hiện diện cùng hợp tác với cộng đoàn giáo khu thêm lời cầu nguyện cho cụ. Xin giờ kinh bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Bài trích sách khôn ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa.
và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trong của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ chói sáng và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kinh cầu nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết và sẽ cho thân xác yếu huyền của chúng ta được phục sinh. Vậy ta hãy tha thiên nguyện cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha chi thánh, nhờ bí tinh thanh tẩy, chúng con đã cùng trên cùng được mai tang với Đấng Kitô và cùng sống lại với Người. Xin cho chúng con bước vào đời sống mới, để sau khi trên chúng con được sống mãi với Người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi sống chúng con bằng bánh bơi trời. Xin cho chúng con nhờ đó mà tìm được sự sống và đến ngày sau hết đường phùng sinh vinh hiển. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xưa Chúa đã giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa hồng thiêu đốt. Xin đừng châm tối người thân yêu của chúng con là linh hồn đa minh mới qua đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa kia sông và người trên đã cho Đức Giêsu sông lại. Xin cho linh hồn đa minh chúng con đã qua đời được phục sinh, cho chúng con đường cùng hò hương vinh quang muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, linh hồn đa minh khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin Chúa nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mơ lượng từ bi đón nhận linh hồn đa minh vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu siêu bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu ông thư thương khó cho các linh hồn thiên na được rỗi, thì rảy ông con Thiên Cha rất nhân lành vô cùng. Xin tha phần phạt cho linh hồn đa minh mà chúng con đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi lưa liền tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chứng hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn đa minh được lên chôn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Con muốn vâng cho mẹ.
nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Bản chúc gia đình xin chân thành cảm ơn quý chức cũng như quý vị trong đoàn, các ban ngành trong giáo khu sở tại. Quý vị cũng đã giúp đỡ nơi tang quyến rất là nhiều cách này cách khác. Đặc biệt là giờ này quý vị dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện xuất sáng cầu nguyện cho linh hồn của Đa Minh. Xin Thiên Chúa tình thương nhận lời cầu nguyện của quý vị và ban cho linh hồn Đa Minh thì mau chóng hưởng thánh nhan Chúa và cũng ban muôn ơn lành nơi quý vị. Kính mời quý vị ở lại gia tang dưới nước và chia buồn cùng tam quyến. Và trước giờ cầu nguyện của đại gia tang thì ban tổ chức thực trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu là anh em họ ngoại dòng lịch làm trưởng đoàn và thất vân kính viếng. Xin kính mời, và sau đoàn này xin kính mời đoàn đại biểu đại gia tang anh em con cháu vào viếng giờ cuối cùng. Xin cảm ơn. Ban xin trân trọng giới thiệu quý vị đại diện cho đoàn lên thắp hương kính viếng. Xin kính mời quý vị đại diện cho đoàn lên đặt vòng hoa kính viếng. Và giờ đây nghi thức dâng hương và đặt vòng hoa đã xong, xin kính mời cùng đoàn hiện diện và bí cùng với đoàn dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Bài trích sách khôn ngoan: người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui vì trưng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ cũng không phải vì cao niên, nhưng đầu người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa thế kẻ tội lỗi cũng được Chúa rời đi nơi khác và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tối tăm, vì tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu biết, không quan tâm đến sự kiện đó, vì Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của Ngài và đoái nhìn đến những kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kinh cầu nguyện chung, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tinh thanh tẩy mà làm cho linh hồn Đa Minh được trở nên con thần của Chúa.
xin đón nhận linh hồn đa minh vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn đa minh. Xin cho linh hồn đa minh được giải thoát khỏi xiềng sinh sự trên, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán, phúng cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa, trải qua bao nhọc nhằn vân vả, linh hồn đa minh nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn đa minh được hưởng phúng thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoai nhìn và so thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trong của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn đa minh. Ước gì ngày sau hên, con cái Chúa là linh hồn đa minh được phục sinh trong hào quang trôi sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu được bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những thứ thương khó cho các linh hồn thế nào được rỗi thì chúng con cho rất nhân lành vô cùng. Xin đa vần bà cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn ra mê lừa liền tội để xin mời cửa tội đặc ấy cho ra mà đem đến cho nơi mời chúa vui thật là đức thiên đàng về công nghệ Chúa đã chuyên ăn chịu chết vì chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn đa minh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Sống giữa trần này đổi thay luôn mãi, đâu là nơi êm ái, có nơi thay giấc ngủ yên. Như thoáng mây trôi, nhân đời đời lăn đổi đời. Đàn quan xuân bà đào còn biết trồng mai. Xin con xin phó thác hồn con trong đây ngài, ngài là chân tự do, là giấc mơ. Xin phó thác hồn con trong tay ngài, ngài là đường thủy chung và rất mơ tự nhân. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bạn đức gia đình xin
Được chân thành cảm ơn tới vị trưởng đoàn cùng quý trong đoàn hồng ngoại đã dâng lên Chúa lời kinh nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lên Chúa tình thương nhận lời cầu nguyện của quý vị và ban cho linh hồn chúng ta mình mau chóng hưởng thánh nhân Chúa cũng ban nguồn ơn lành để quý vị. Kính mời quý vị ở lại gia tang xây nước và chia buồn cùng tam quyến. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại gia tang anh em con cháu nội ngoại tộc vào thắp hương kính viếng cho cụ Lan Ninh là người thân thương trong đại gia đình tam quyến trong đêm hôm nay giờ viếng cuối cùng. Xin Thiên Chúa ban nguồn ơn lành cho quý vị. Xin trân trọng giới thiệu quý vị trong đại gia tang chúng ta có những nhẫn hương trên tay, xin là kính mời quý vị chúng ta đại diện cho đại gia tang lên thắp hương lần cuối cho linh hồn người thân trong tam quyến. Trong suốt ngày hôm nay, tình thương của Chúa đã ban tặng cho ông biết bao nhiêu lượt người trong đại gia đình giáo xứ cũng như quý khách xa gần, thân bằng quý quyến, quý thông liên gia, quý bạn hữu thân tình thân thiết với ông, với con cháu ông đã mang đến nơi đập tang dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện là quà tặng để tặng cho ông trong những lúc chia ly, là quà tặng để ông mang đi trên bước đường về nhà Chúa. Và giờ đây đứng trước nhan thánh Chúa bên cạnh thi hài của ông có bà quả phụ, có các anh, các chị, các em, các con, các cháu, các chắt với tấm lòng trắc ẩn trong tình cảm thân thương trìu mến chỉ biết dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện, những nén hương trầm để Thiên Chúa tình thương nâng đỡ nhận lời cầu nguyện của mọi người, cách riêng là của tang quyến, như món quà là của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha ban tặng cho ông mang đi trên con đường về nhà Chúa là của không bao giờ mối mọt. Và trong cuộc đời cũng không ai tránh khỏi sự khiếm khuyết,
đối với nhau, đối với người thân trong gia đình, với con, với cháu và tất cả mọi người. Xin Thiên Chúa tình thương tha thứ mọi lỗi lầm cho ông cũng như tất cả mọi người trên dương thế, đặc biệt là trong tăng quyến. Và giờ đây xin kính mời một vị đại diện cho tăng quyến làm chủ giờ kinh trong giờ kinh nguyện. Xin kính mời. Nhân linh cha và con và thánh thần, amen. Bài trích sách tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó, người ta sẽ nói, này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người, và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi còn mà thiếu gì, Chúa bảo vệ tôi. Lên đâu tôi còn sợ chi, còn sợ người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì. Người đã dẫn tôi về về bên dòng suối nuôi tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lên nào tôi còn chờ chi, còn sợ ai. Nếu đường chính tôi theo cây gậy Chúa dẫn đường, dù vừa suối qua cùng tôi. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai. Người dọn cỏ cho tôi ở trước quân tù. Người đã xứng trên đầu dầu tấm người lại lắm. Tôi vui sướng thành thơi vì Chúa thương hồn tôi. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn chờ chi, còn chờ ai. Trọn cuộc sống dương gian, ân sủng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ, hàng đứng người công chính. Tôi vui sướng thành thơi êm mãi tại nhà người. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lên
Kính thưa cộng đoàn, ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy vọng. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, linh hồn đã minh là người chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. Xin Chúa đưa linh hồn đã minh mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc linh hồn đã minh đã làm đem lại kết quả tốt đẹp và còn được nhiều người khác tiếp tục cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn đã minh đã trót phạm vì yếu đuối, vì sự mỏng giòn của loài người, để linh hồn đã minh được xứng đáng chung hưởng hạnh phúc cùng chữ trần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn đã minh đã được mọi người thương mến sẽ còn được nhớ và cầu nguyện cho hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ con cái Chúa. Chúa luôn gần gũi những kẻ đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp những phiền muộn. Xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con vượt qua cơn thử thách này để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng con đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con và đã sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. Xin cho chúng con đủ sức bước theo Người mỗi ngày để mai sau được đoàn tụ trên thiên quốc, nơi Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ nơi mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Jesus Christ bởi trời mà thương thế gian 33 năm cùng chịu những thời tương khó là các linh hồn đến hạ được rỗi thì lấy con nên cha rất nhân lành vô cùng. Xin đa vần bạc cho linh hồn đa minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn cha mê lừa liền tội thì xin mở cửa tội lạc ấy cho ra mà đem đến cho nước mời chơi vui thật là nước thiên đàng về công việc Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu ba, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chất tội nào ai lỗi được, bởi Chúa có lòng lành cùng để lời Chúa ban ơn. Con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời ơi thì đã trông thấy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông thấy người cho liền thì người rất nhân lành, hãy thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thầy lạy Chúa, xin ban cho linh hồn đã minh được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn đã minh do khỏi tù ngục mà được nghỉ yên an mến. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã ban dạy rằng bay ấy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa liền tổ. Ôi xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà
cha mẹ anh em bạn hữu con, xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên an mình. Con hàng mến yêu của chúng này, lạy chính Chúa từng lên dòng, lạy chính Chúa gọi tên. Này vốn đã rơi đã nổ cười, nghe rằng được ngăn đời trong tay, lạy tình thiên Chúa rằng vui mai. Ngày con mến yêu quê hương trên trời cao siêu, ngàn ơi con sẽ về, đây con về bên Chúa, Chúa ơi đây con về bên cõi trời. Cây rụng lá xanh, rụng lá vàng, con về bên Chúa, Chúa ơi, hãy con về bên cõi trời. Ở sự trong cây lá lùng, cha đã ban cho những kẻ thương khó, cha đang lúc mau sinh thì bây giờ cha đã hứa sau khi qua đời cha sẽ làm ích cho các anh em. Lạy cha, xin hãy giữ lời đã dối mà cầu giúp chúng con. Cha đã dạy sáng ra thì làm nhiều phép lạ dường ấy, mà Chúa đã nhân kia phải liệt phần xa, thì xin cha cầu giúp chúng con cho được ơn Chúa Kitô, mà Chúa đã tận nguyện linh hồn chúng con. Lạy cha, xin hãy giữ lời đã dối mà cầu giúp chúng con sáng lành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, là bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Lạy cha, xin hãy giữ lời đã dối mà cầu giúp chúng con. Lạy Thánh Cha đã mến, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa là Đấng đã đoái đường soi sáng hội thánh Chúa, bởi công nghiệp cùng những lời dạy dỗ cha thánh đã minh là hiền tu Chúa và là cha chúng con, thì xin Chúa vì lời người cầu và ban cho hội thánh được sự phù hộ đời này và hàng tấn tới thêm nhiều ích lợi thiêng liêng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người cùng hàng dân cho con, hàng xe chờ con, lấy cho ngôi ai xuống để làm người. Chúa tôi chưa chết trên cây thánh giá vì con, lấy cho con được đào thải
thánh nữ Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữ mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con. Kéo vai sẽ tươi an lan tôi chẳng kịp lấy ra thánh ở trên nước thiên đàng. Cảm ơn nữ Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con đồng cậy đó thánh nhân mẹ Chúa Trời, xin Chúa dạy cho bởi lời chúng con nguyện trong cơn nhân an thứ tốt nên nữ đồng tinh nguyện vinh sang lang. Hằng xương con cho khỏi mọi sự giữ an mê. Lạy các thánh trai tìm đi Chúa dạy cho đừng cho chúng con. Tìm cử thanh cử thế ra thanh đức bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thanh Chúa thế là bản thân trai đứa bà Maria trọn đời đồng tinh cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Đức mẹ phù hộ các giáo hiếu, các thánh tử vì đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Lạy chân con ở trên trời, chúng con nguyện xin cha cả sáng nơi cha đi đến nơi cha đi dành dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho con hôm nay nương tựa hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn với lấy Chúa Trời cùng bà và có phước lợi hơn mọi người nữ và Giêsu thu hơn lòng bà gồm phúc là thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mà được Chúa Trời sáng lăng huệ vẻ vô cùng. Amen. Xin dâng cho mẹ bao nỗi vui buồn, xin dâng cho mẹ đời con muôn bàn cay đắng, đời sống gieo nếp con chờ chi, thời dấu không bao con lo gì vì con có mẹ ở bên. Bước đi hoài làm thân kiếm người chim trong nên đời xảy ra nước mắt hoen đi tâm hồn nhớ mỏi mòn con tìm đến mẹ. Mẹ ơi mẹ hãy thương con một lần thở than với mẹ đời con. Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Ban tổ chức xin được thay lời cho bà cũng như gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn đại gia tang cũng đã dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện trong đêm hôm nay. Xin Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của quý vị và ban cho linh hồn mau chóng được hưởng thánh nhân Chúa, ông ban muôn ơn lành cho quý vị. Kính mời quý vị ở lại gia tang xin nước và chia buồn cùng tăng quyến. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa mọi người đang hiện diện nơi rập tang. Và trong đêm hôm nay các giờ viếng của cộng đoàn với khách xa gần cũng đã kết thúc. Quý vị có đã mang đến cho tăng quyến, đặc biệt là cho linh hồn ông Đa Minh những lời kinh nghiệm xuất sáng là quà tặng dâng lên Chúa làm cho ông. Xin mời Thiên Chúa một lời cảm ơn quý vị. Kính thưa cộng đoàn, trong buổi sáng ngày mai vào 6 giờ giáo khu sở tại cùng với tăng quyến cùng với cộng đoàn nhận được tin sáng cầu nguyện cho ông. Sau đó có nghi thức mạch cũng như nghi thức an táng xã hội. Sau nghi thức an táng xã hội thì cộng đoàn tăng giáo xứ các ban ngành dịch vụ tăng giáo xứ cùng với tăng quyến Duy Thị Hải cùng ra nơi thánh đường với trà dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông vào hồi 8 giờ. Sau thánh lễ cộng đoàn tăng giáo xứ cùng với quý khách xa gần
tân đoàn chú quyến các đoàn hội cùng đoàn các giáo xứ đưa thi hài về tận nơi thần mộ, sau đó kính mời quý vị chúng ta trở lại gia tăng gia đình được tiếp đón, đưa đoàn thần mộ tân tăng gia cũng như những người làm công trình thánh thờ kiến trúc mong cho đoàn được thứ dương dục con cái đi.